Chào mừng anh chị em đã đến với kênh Jin Pro Vlog, một kênh chuyên về những kiến thức về tài chính, những công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình chơi và luyện tập. Tôi rất mong rằng là những kiến thức, những công cụ mà tôi hỗ trợ thì anh chị em mình có thể tìm ra được những cái thông số hoặc là tìm ra những cái chiến lược, thậm chí là tìm ra một cái con đường đi cho chúng ta để kiếm một kênh thu nhập thụ động thật sự. À, điều đó là điều mà tôi rất mong thành sự thật. Tôi mong anh chị em hãy chia sẻ thật nhiều, lan tỏa thật nhiều để tôi có thể hỗ trợ được nhiều anh chị em hơn và tôi có thể giúp được nhiều anh chị em hiểu hơn về cái nghề này và những cái kiến thức mà tôi chia sẻ, hy vọng anh chị em mình có thể biết được và vô tình những từ khóa nào đó anh chị em mình có thể tránh đi những cú lừa của nhiều sàn, nhiều đội nhóm này kia vân vân anh chị em nhé. Và đặc biệt là trong thời điểm dịch giả này là vô cùng nguy hiểm cho vấn đề mà chúng ta giữ tiền khi mà chúng ta luôn luôn muốn kiếm tiền. À, thì à, điều đó là điều mà tôi rất sợ cho nên là tôi mong muốn anh chị em hãy cẩn thận tuyệt đối và tôi mong anh chị em hãy chia sẻ lan tỏa thật nhiều nha anh chị em chia sẻ các clip mà tôi đã chia sẻ đó các anh em đang xem đó chia sẻ cho đồng, anh em mình đồng nghiệp mình bạn bè mình để cho nhiều anh chị em biết đăng ký kênh để tôi có nhiều động lực hơn tôi làm ra nhiều clip hơn đó thì à, theo như buổi thứ tư hàng tuần thì hôm nay tôi xin chia sẻ một cái kiến thức về trái coi tức là nếu chúng ta tham gia tìm hiểu về coi thì đồng tiền nào là chúng ta nên mua và những cái kiến kinh nghiệm nào mà chúng ta nên mua thì vô tình là trong quá trình mà tôi tôi uh, nghiên cứu về bot uh, forest này kia đó anh chị em thì uh, được một cái là là rất nhiều anh chị em bên coi này kia chia sẻ cho tôi rất nhiều điều và uh, những đồng nào anh ấy đang mua và anh ấy đang holding vân vân đang giữ này kia thì đó là điều mà tôi cũng đúc kết lại và tôi cũng tìm hiểu này kia và và thấy rằng là có khả năng chúng ta sẽ đầu tư được thì à, mạng phép hôm nay tôi xin chia sẻ những cái điều những cái đồng coi mà à, trong à, hiện tại và cũng như tương lai gần tôi sẽ à, tìm hiểu sâu hơn nữa để tôi tham gia đầu tư một ít nào đó à, này nhé một ít thôi chứ không dám nhiều đâu hoặc là thậm chí bây giờ tôi chỉ dám khai thác những cái đồng miễn phí thì anh chị em mình theo dõi hết clip này để biết được cái đồng coi mà tôi đang à, À, theo dõi là gì hoặc là tôi đang đầu tư là cái gì à, có thể chưa đầu tư về tiền thì đầu tư về thời gian này kia anh em ha à. ok mời anh em hãy theo dõi hết clip này nhé <laughs> à, hôm nay tôi xin giới thiệu anh chị em những cái đồng coi mà có khả năng chúng ta có thể tham gia đầu tư nếu chúng ta từ tiền ít cho đến tiền tiền nhiều anh em nhé hoặc là tiền tiền dư nhưng mà phải là tiền dư nhá chúng ta đừng uh, vay mượn mà đầu tư vào những cái điều này vì những bất cứ những điều này đều sẽ đưa chúng ta uh, rủi ro nếu chúng ta không cẩn thận bởi vì cho dù bây giờ nó không rủi ro một năm nữa nó không rủi ro hai năm nữa nó không rủi ro nhưng đùng một phát nó vẫn có thể sập sàn hoặc là sập cái đồng đó vân vân anh em nhé cho nên chúng ta không biết đâu mà lần chúng ta nên chia ra hoặc là chúng ta phải nghiên cứu cho kỹ đồng đó hãy đầu tư anh em ha tuyệt đối đừng có nghe anh em trên mạng Google YouTube này kia là cứ những bài báo này kia là đôi lúc nó chỉ là bia cho cái đồng nào đó của họ mà thôi anh em ha đó thì một số đồng mà tôi nghiên cứu được thì ngoài những cái đồng mà ở cái top thì đơn giản quá rồi ví dụ như Bitcoin hay là Ethereum gì đó thì chúng ta có thể tự tìm hiểu anh em ha rất nhiều trên mạng rồi thì có một vài đồng mà anh chị em có thể nghiên cứu khi mà cách đây khoảng một năm À, năm rưỡi gì đó là tôi tôi thấy có vài anh em đầu tư cái bitcoin cạc và nhiều anh em đầu tư bên cạc bitcoin này cũng cũng nói tôi đầu tư nhưng mà lúc đó có biết thì cũng không không có tiền để đầu tư nhưng mà tôi có đi nói một vài anh em thì một vài anh em mua cái thời này cũng thời có mấy chục và mấy trăm gì mà lên rất là nhanh à, thì nói chung năm vừa qua thì cũng là do đồng coi nó cũng lên cho nên là nó cũng lên nhanh thì nhiều anh cũng có xe hơi nhà lầu ngon lành lắm à, may mắn thì tôi được mấy chao cà phê vì mấy vụ này anh em nhá thì đây là một cái bitcoin cạc cũng khá là hay cho nên mà hiện tại đang giảm xuống nhá à, nhiều anh em cũng tham gia vào việc đào đào bitcoin cạc này bằng ổ cứng này kia đó anh em thì cái vấn đề này tôi sẽ nói sau nhá nói trong những clip khác nữa tuy nhiên hôm nay tôi chỉ nói về nếu anh em có tiền thì chúng ta có thể đầu tư thay vì chúng ta mua bitcoin thì bitcoin của đồng bitcoin luôn thì chúng ta có thể mua những cái đồng bitcoin uh, biến thể của nó thật ra bitcoin cạc này nó không liên quan gì đến bitcoin lắm đây tôi có giải thích sơ là bitcoin cạc thật ra nó chỉ là, là chỉ là chia sẻ một phần tên của nó với bitcoin mà thôi bitcoin cạc thì giao dịch với uh, hiện tại thì đang giao dịch với uh, 450 đô anh em nhé thì ok những cái điều đó chúng ta có thể uh, tìm hiểu sâu hơn nếu chúng ta muốn tìm hiểu một đồng nào đó đó thì à, tôi chỉ đưa ra những cái danh sách mà chúng ta có thể tìm hiểu mà thôi anh em á à, một cái đồng à, like coi à, ký hiệu của nó là ltc à, thì à, tôi chỉ thêm theo dõi những ký hiệu trên coi mắc kịch hoặc là binance này thôi anh em nhé có thể ở nơi một sàn nào khác nó ký hiệu chữ khác hoặc là hoặc là nó sẽ có những cái giá khác một chút thì đây là cái giá hiện tại nhé giá hiện tại là cái giá mà trong hôm nay tôi đưa ra clip thì nó đang ở giá này anh em nhé đó thì like coi này cũng có vài anh em đầu tư còn anh em nào đầu tư về Ethereum, Ethereum hiện tại đang là ngàn ngàn chín hai ngàn ngàn chín gì đó anh em, à, Bitcoin bây giờ đã tụt xuống 31 mốt rồi, à, từ sáu mấy tụt xuống 31 rồi anh em thì anh em mình có thể suy nghĩ đến những cái Bitcoin khác anh em nhé. À, còn à, à, Ethereum thì chúng ta cũng có thể tham khảo thay vì chúng ta mua Ethereum với à, 40 triệu à, một cái đồng thì chúng ta có thể nghiên cứu Ethereum về cái à, Classic này à, ký hiệu của nó là ETH chúng ta có thể lên cái coi market kịch à, và tôi khuyến kỳ cáo anh chị là tuyệt đối mua những cái sàn nào mà uy tín nhá ví dụ như Binance hoặc là coi market hoặc là Remitano hoặc là một cái sàn nào đó mà thật sự chúng ta thấy độ uy tín rất là tốt anh em nhé chúng ta hãy tham gia chứ còn tuyệt đối chúng ta không tham gia những cái sàn những cái đường link hoặc là bên nước ngoài bên uh, Trung Quốc nước bạn này kia đó thì rất nhiều cái cái đường link nguy hiểm anh em nhé à, chúng ta phải cẩn thận nhá và nó sập bất cứ lúc nào đó rồi có cái đồng mày mấy năm trước cũng 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 được miễn phí mà xài dạo này lực lên lên ghê đó là uniwap anh em nhé đó, uniwap thì cũng rất nhiều cái app này kia cũng giả đào cái này rồi đôi lúc lấy thông tin của chúng ta rồi chúng ta cũng rồi nó cũng biến mất luôn thì chúng ta cũng phải cẩn thận nhá đây là chúng ta nên mua những cái sàn uy tín anh em ha đó, đó là cái mà tôi muốn nói anh chị em mình thì uniwap hiện tại nó đang giá nó đang là 17,16 đô đó à, tôi đang sắp xếp từ lớn đến nhỏ anh em là nhiều tiền thì chơi à, chúng ta cứ có bao nhiêu tiền thì mua bấy nhiêu ví dụ như chúng ta có được ngàn đô chúng ta mua được hai đồng bth ví dụ thế à, hơn hai đồng ok hoặc là đồng nhà chen linh anh em nhé 16,35 đồng polkadot cái hiệu của nó là dot anh nha dot này là dot 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 chứ không phải là đồng dot com đang hot nha nó còn đang hot thì xíu này chúng ta sẽ nói à, DOT này là dot này là dot chấm à, dot đấy đó và giá của nó đang là 13.44 và cái cái vốn hóa của nó cũng đang khá là lớn nha, lớn hơn 21 tỷ đô. À, cái đồng này cũng khá là lớn. À, một cái loại đồng nữa đó là đồng Atom. À, đồng Atom. À, đồng Com -commod đó, đồng Cam đó, đã 11.4 đô. Và đồng à, EOS đang là 3.68 đô, 689 đô hiện tại nhé, đây là đang là giá hiện tại nha anh em, đây đang là giá hiện tại của nó. À, thì đây là những cái đồng mà tôi thấy vài anh em có thể đang đào và đang nói tôi đào, ví dụ thế. và đồng ADA này tôi thấy có một anh đang đào đồng ADA, à, đang đang sở hữu đồng ADA này rất nhiều, đến cả cả triệu đồng ADA này anh em ạ. À, và anh ấy đúng là đang triệu đô rồi anh em. À, và anh đang sở hữu rất nhiều đồng này. Đó, đợt mà gần đây nhất tôi thấy ảnh là như cả triệu mấy đồng ADA này không biết là anh có bán đi không Cái đợt đang hot đó nha mà ảnh giữ như vậy đó Thì à, thật là vui và ảnh không biết là ảnh bán không Chứ bây giờ giá này cũng thuộc dạng là ảnh cũng nằm trong tay cả triệu đô rồi Không biết là trước trong đó quá khứ ảnh làm bằng cách nào nhưng mà ảnh có cả triệu đồng này ADA đó, Đồng serano đây anh em đó, Nói chung là ảnh triệu triệu phú rồi <laughs> Đó. Và có hai cái loại đồng cũng à, cơ bản. Sau này thì khả năng nhé theo quan điểm cá nhân của tôi thôi thì ở đây là những đại diện cho đồng đô. Đó, USDT và USDC. USDT được gọi là đồng Tether đấy anh em. Đó, thì đồng Tether này vốn hóa của nó cũng khá là lớn, 62 tỷ tỷ đô anh em nhé. Đó và và nói chung là đồng này chúng ta vẫn có thể giữ vì đô nó tăng thì thằng này sẽ tăng thông thường là vậy anh em nhé thì đây là hai cái đồng nó đại diện thôi và giá của nó hiện tại cũng đang là một đô một đô thôi đó. bởi vì nó chạy theo đô mà thông thường là vậy đó. rồi thì đồng này nó cũng đứng cho mình những cái top trong cái thị trường đó, đồng tether này anh em nhé rồi anh em nào mà đam mê toán học nếu anh em mà mua thì mua USDC thì chúng ta mình theo như lời khuyên cá nhân của mình nên mua USDT là nó nó lưu động thị trường tốt hơn USDC bởi vì vốn hóa của nó 62 cơ mà. Cái này 23 ba, à, theo quan điểm cá nhân của mình thôi nhá nhưng mình à, mình chỉ hiểu gì mình nói đó thôi anh em ha, cẩn thận cái chỗ này. thì à, theo như tôi là tôi mua uh, twitter mà thôi. rồi anh em nào đam mê toán học thì mình có thể uh, nghiên cứu đồng uh, Polygon đúng không? Đó, là cái đồng matic là một cái đồng uh, đa giác hiện tại của nó chưa đến một đô. Đó, và một cái đồng là iota đang là 0.71 đô anh em ha. Đó. rồi xrp ký hiệu của nó cũng là XRP luôn, đang là được hơn nửa đô. Đó, và một cái đồng bạc nữa, đồng uh, Basic Attention Token này thì uh, đang cũng khoảng hơn nửa đô. Đó, thì rẻ hơn chúng ta có cái đồng là XLM, đúng không? XML là chúng ta toàn thật đi <laughs> chứ. Đúng không anh em? À, uh, X là seller đó, đó là đồng không đang hiện tại đang là 0.22 đô. Thì ok cũng được. Còn cái đồng DOT này thì đồng DOT này thì khá là nổi tiếng nha. Đồng DOT này là sau một thời gian nó te tua. Nó, tôi, tôi, nhớ không lầm là đồng này nó ra rất lâu anh em nhé năm 2010 hay 11 gì đó nhưng mà nó chết tới chết lui mấy lần đó. thì tức là khai tử nó mấy lần và do Elon Musk nghe giữ nó khá nhiều ảnh vừa lên trùm một phát là là cái đồng này lên đồng mới lên kinh khủng luôn lên mấy trăm lần luôn anh em nhé và hiện tại nó đang ở mức giá là 0.19 đô cho một đồng thì chúng ta vẫn có thể suy nghĩ đầu tư bởi vì à, à, Giá trị của nó cũng chưa lớn bằng những cái đồng kia và chúng ta có thể suy nghĩ xem cái việc mà trong tương lai nó phát triển như thế nào thì thật ra chủ yếu là là phụ thuộc vào một vài nhà nhà đầu tư lớn anh em nhà đầu tư lớn họ có sử dụng hay không họ có tiêu thụ nó hay không à, chứ còn Elon Musk thì từng khẳng định là cái này để giao dịch luôn cho Tesla này kia các kiểu ghê lắm cho nên đồng nghĩa lên vượt bậc anh em ha rồi và theo như uh, mức độ uh, giảm dần thì chúng ta vẫn có thể nghiên cứu thêm một đồng nữa được gọi là đồng vechan anh em nhé đồng vechan thì chúng ta vẫn có thể đây là một cái đồng rẻ à, à, rẻ nhưng mà thuộc dạng là cũng mắc hơn uh, đó cò hồi xưa luôn á à, mà 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 chúng ta thấy bất cứ lúc nào cũng có thể lên à, anh em nhé rồi và một cái đồng là like coi anh em hiện tại like coi cũng giá trị của nó cũng đang rất là cao nha anh em like coi á Litecoin coi thật cái nhá like coi giá trị của nó cũng rất là cao nhưng mà chúng ta vẫn có thể chọn lựa một con like coi like coi cạc nó giống như biết cạc vậy anh em đó chúng ta có thể chọn lựa like coi cạc với mức giá rẻ hơn rất nhiều là 0.011 đô anh em á đó thì đây cũng là một trong những cái đồng tiền mà tôi nghĩ trong tương lai nó cũng có thể bất cứ lúc nào nó cũng có thể lên là tùy vào cái hệ thống giao dịch của nó và tùy vào cái cái mức độ tin tưởng của người chơi những công ty này kia sử dụng nó như thế nào anh em nhé. Đó thì chúng ta đây là một vài đồng trong danh sách mà tôi có thể nghiên cứu trong tương lai. Thì trong tương lai anh em mình cứ theo dõi kênh thì tôi sẽ đầu tư đồng nào thì tôi sẽ nhá đèn cho anh em mình mình những cái đồng mà tôi hay nghiên cứu sâu hơn. Còn bây giờ tôi chỉ nói chung là những cái danh sách mà chúng ta có thể tìm hiểu những cái đồng kiểu này. Bởi vì tôi đã tìm hiểu uh, mấy tháng qua những cái đồng này thì à, biết được sơ sơ những cái kết quả nó nhiều người đầu tư và vốn hóa cũng khá ổn, đó. rồi một cái đồng nữa là đồng à, Bitcoin thì cái đồng này à, giá trị của nó cũng đang nhỏ, chúng ta chỉ cần một đô là chúng ta có thể sở hữu được mấy trăm rồi anh em nhé, thì à, chúng ta cũng có thể mua à, vài đồng để trữ, anh em nhé, à, vài trăm đô để trữ vân vân, đó còn anh em nào mà muốn đào theo kiểu À, đào mining thôi đào và vốn đang không đồng đó thì chúng ta có thể nghiên cứu đồng pin network rồi eth time store anh em nào à, có thể à, lên kênh mình mình có để hai ba bài về liên quan đến cái đồng à, miễn phí đó đây pin network và bth tức là một hai đồng tôi lựa chọn thôi để mình à, mình tập trung thời gian vào nó thế thôi chứ thật ra thì không biết trong tương lai nó như thế nào nhưng mà theo như tôi thấy được là cái đồng pin này này số lượng người tham gia đang rất là đông BTH này cũng vậy là đông lên còn có rất nhiều đồng khác nữa ví dụ như tham store này kia rồi store game bit gì tùm lum la nhưng mà nói chung là tập trung vào một vài đồng và giá trị đào của nó đang là không đồng có nghĩa là chúng ta chẳng mất gì tuy nhiên một cảnh báo cho anh em nhé đó là tuyệt đối chúng ta nên xài những điện thoại nào đó dư và hoàn toàn không có những cái mail làm ăn những cái mail ngân hàng này kia đó, mình cạnh mình cẩn thận thôi mà anh em À, có kiên có lành thì mình cẩn thận thôi chứ mất công chúng ta bị này kia là kêu ông nội Mr. Vinh ông chỉ nó khổ lắm. Chứ còn với đối với tôi thật ra tôi không sợ đâu. À, bởi vì trong tài khoản tôi à, không có tiền để cho họ lấy đâu anh em nhé. Cho nên là à, tôi cứ xài điện thoại bình thường nhưng mà sau này lỡ tiền nhiều thì đúng là tôi cũng nên xài một cái điện thoại xịn như anh em ạ. À. À, nhưng mà bây giờ đang xài điện thoại của bắp cho nên là cũng không lo. À, thì tôi cũng lời khuyên anh em là nên xài những điện thoại à, mà Bây giờ thì rất là đơn giản bởi vì nó đào trên Android mà anh em Android iOS này kia mà thì chúng ta hoàn toàn có thể à, mua một cái điện thoại mấy trăm ngàn bây giờ điện thoại mà điện thoại mà cài được app có mấy trăm này nè đó hoặc là những điện thoại dư á trước giờ chúng ta đảm bảo có rất nhiều anh em đang dư hai ba cái điện thoại đó. thậm chí là vứt lăn lóc gì đó và nó hư pin luôn mà cuối cùng không xài được chứ thật ra mà chúng ta xài thường xuyên thì vẫn xài được như thường đó. thì chúng ta để đào mấy cái này thôi lâu lâu bấm vô một cái ngày bấm vô một cái ngày bấm vô một cái đôi lúc nó lên được tỷ phú sao anh em đó và rất nhiều bài nha rất nhiều bài đã nói cái đồng pi này nè là có khả năng một ngày nào đó bung buồn bùng buồn nó lên tới 100 đô một đồng hoặc là một ngàn đô một đồng à, tôi tôi đâu đùa đâu thế giới ghi luôn như vậy tôi ghi nha bây giờ tôi ghi cho anh em à, tôi tôi gọi cho anh em xem nè biết thật cả giả nè đúng không Đấy, nhưng mà nói chung hiện tại là nó không mất gì anh em nhé hiện tại nó không mất gì thì à, chúng ta chỉ cần là một cái điện thoại nào đó không làm việc à, liên quan đến ngân hàng không liên quan đến tiền bạc nói chung không liên quan đến tài chính à, thông tin cá nhân này kia thì chúng ta không cần phải lo thì chúng ta cứ chơi thôi b network đó ví dụ vậy là tôi gọi đại như vậy thôi nhá và chúng ta thấy là có rất nhiều cái nó đưa lên giá ghê lắm giá cả ngàn đô à, nước ngoài được luôn nhá anh em à đây rồi tám trăm ngàn bitcoin này b network tám trăm ngàn đồng tám trăm ngàn đồng là, là chúng ta biết là mấy đô rồi đấy đó anh em nhé ấy đâu rồi bữa mình vô tình mình đọc là có cái thằng nước ngoài này đó có cái ông nội nước ngoài ở đó ông nói lên tới ngàn đô luôn ai biết được anh em ha đấy đây một ngàn bi gì đó đây lợi nhuận gì thêm lum, lum la đây ở à, Trung Quốc cũng rất là nhiều người đào giá trị bi có thể lên được 100 đô được không vân vân à, nói chung là khả năng chơi à, mục tiêu giá bi ngất ngưỡng là 10 ngàn ôi rồi đây đây này nha <laughs> đấy bên Trung Quốc mình cũng đang xài bi khá nhiều và thậm chí mình thấy rất nhiều nơi bên Trung Quốc họ không biết là tiktok hay là cố tình hay gì nha họ mua bi luôn tức là họ à, không biết giao dịch bằng cách nào mình cũng chưa rành thì sau này mình sẽ nghiên cứu kỹ hơn à, thì à, họ mua bi bằng cách là trao đổi trao đổi tiền qua trao đổi bi qua lại một bi họ trao đổi à, tương ứng với một bộ đô mấy đô chẳng hạn vậy thì mình suy ra là một bi tương đương mấy đô anh em nhé ok thì đó là cái mà mà tôi không biết là bên trung quốc họ đang à, trao đổi bằng cách nào anh em nhá chưa chưa rành thì khi nào mà tôi thật tôi nghiên cứu kỹ hơn tôi sẽ đưa lên clip anh em mình rõ hơn. Hiện tại thì tập trung vào vấn đề là cái danh sách mà tôi có nói anh em. Đó là những cái danh sách uh, rất dưới đây có rất nhiều cái miễn phí nhưng mà tạm thời tập trung vào những đồng này. À, ngày mai mỗi tôi chị uh, hướng cho anh em thêm một vài đồng nữa có khả năng tập trung vào thế thôi. Đó à, chứ cũng không nhiều quá chúng ta không có nhiều thời gian để làm. Anh em à. còn những đồng mà chúng ta tốn tiền thì tập trung trong trong này trong thời gian gần tới tôi sẽ à, nghiên cứu sâu hơn những cái đồng này để tôi có thể đầu tư một ít anh em nhé một ít này đó coi này thì thôi tôi không dám tin nữa rồi đó thì đây là cái số đồng mà tôi có thể suy nghĩ anh em nhé đây đồng này đây ba đồng mà tôi có thể suy nghĩ đầu tư trong tương lai bằng cách nào đó đào hay gì đó anh em nhé còn hiện tại thì tôi vẫn đang đào một cái đồng miễn phí dưới đây anh em nhé ok thì đây là cái danh sách đồng coi mà tôi gửi đến anh chị em mình để anh chị em mình có thể tham khảo anh em nhé anh em mình có thể tua tới tua lui clip để biết những cái tên của nó đây là những cái mã của nó nè anh em mình đau uh, một cái app trong cái điện thoại là app coi mắc kịch hoặc là binance gì đó hai cái đó chúng ta có thể đăng ký tài khoản xác thực tài khoản này kia rồi hãy giao dịch trên những cái điều đó chứ đừng có giao dịch trên bất kỳ một cái 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 uh, sàn nào khác các trang web nào khác sẽ bị mất tiền không không rất nhiều anh em nhé đa số là vậy anh em mình tuyệt đối phải cẩn thận anh em ha đó thì uh, không biết là trong tương lai nó như thế nào nhưng dù sao thì chúng ta cứ tưởng tượng như là nếu mà thằng này nó lên tới một đô thì giả sử thằng like coi ca nè mà lên một đô thì chúng ta biết ít 100 lần rồi đó. một năm mà chúng ta ít trăm lần thì quá tuyệt vời đúng không anh em đó. hy vọng thôi chứ không biết được đó. đâu đâu đồng đó coi này nhiều lúc anh em nói tôi đùa chứ thật ra là đó đồng đó coi này x7 trăm lần thôi anh em à, đó coi à, đó coi hiện tại đâu nó vẫn đang ở ở cái khu vực thấp này nhá đây tôi đang để ở khu vực này là khu vực dưới một đô này anh em đó, à, khu vực này là khu vực dưới một đô à, đó, coi vẫn đang ở khu vực dưới một đô tuy nhiên là trước đó đó là con số của nó là không chấm tôi nhớ không làm nó bốn số không là không chấm không 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 gì đấy tại vì có lần nó gần như bị xóa sổ mà anh em đó và bây giờ nó lên đến thế này thì anh em nghĩ nó tăng lên cả ngàn lần đúng không anh em đó, tôi nhớ không làm là hai ba năm trước là nó rất là thấp dưới đây đó anh em mình có thể xem lại lịch sử của đất coi nhé anh em đó anh em thấy đùng một phát nó lên như diều gặp gió à, không nói sâu xa ví dụ như bitcoin đi anh em thấy bitcoin không đó à, bitcoin thì hồi đầu năm đầu năm ngoái đó đầu năm rồi chúng ta đầu năm ngoái hay gì đó chúng ta thấy là nó chỉ xuống nó xuống tới gần ba ngàn luôn anh em thấy ghê không nó xuống thê thảm luôn tuy nhiên là dịch một cái là nó lên 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 lên, lên như diều gặp gió đó thì nó lên ít mấy chục lần là anh em thấy rồi đó bitcoin đó thì đó là cái mà chúng ta có thể biết được là đồng coi bất kể lúc nào nó cũng có thể lên tuy nhiên chúng ta không phải hiểu rằng là cũng điều đó bất kể lúc nào cũng có thể xuống và mất giá trị hiện tại đồng đó coi này cũng mất mấy lần rồi bây giờ những người mà vô tình giữ được mới thành triệu phú và trong thị trường có rất nhiều đồng thậm chí là theo tôi nghiên cứu thấy càng ngang đồng anh em thì đây là một vài đồng mà tôi thấy nhiều anh em thế giới hoặc là nhiều anh em Việt Nam mình cũng hay theo dõi cho nên là tôi mới đưa ra và tôi tìm hiểu tìm tòi này kia trên mạng của trên thế giới này kia thấy nhiều anh em của họ cũng đi tìm hiểu những đồng này thì những đồng mà người ta nhiều tìm hiểu tôi không biết có lừa đảo hay không nhưng mà nhiều người tìm hiểu thì suy ra có khả năng có cơ hội anh em nhé à, ok thì đó là điều mà những cái gì mà tôi suy nghĩ được và tôi mong rằng là những cái đó sẽ giúp ích cho anh chị em mình À, trong quá trình mà chúng ta tìm hiểu về coi và uh, giữ coi, hâu coi này kia, à, anh em nhé. rồi một lần nữa cảm ơn anh chị em mình rất nhiều, mong anh chị em mình một lần nữa hãy đăng ký kênh và theo dõi kênh của mình và trong thời gian tới có những cái gì sâu sắc hơn về những đồng coi tôi sẽ nói rõ hơn anh em nhé. đặc biệt là bi này mà có phát triển gì thì tôi sẽ nói rõ hơn cho anh em mình, anh em mình ai tham gia thì tham gia miễn phí mà anh em. À và một vài đồng miễn phí một và vài đồng giá trị ít gọi là đồng tinny coi đó thì anh em nào muốn thì có dịp nào tôi đầu tư tôi cũng sẽ chia sẻ cho anh em mình anh em ha đó. thì nói chung rủi ro mà tài chính thì rủi ro thì mình đầu tư ít thôi đó, anh em ha rồi một lần nữa cảm ơn anh chị em rất nhiều và mong anh chị em hãy đăng ký kênh của mình nhé kênh mít tư pro vlog nè anh em đăng ký kênh và chia sẻ thật nhiều comment thật nhiều để mình biết những vấn đề anh em mình đang khúc mắt để mình có thể à có hiểu biết gì thì mình chia sẻ cho anh chị em mình anh chị em mình sớm à, tìm ra được một cái nghề tốt hơn anh em ha bye bye anh chị em mình chúc anh chị em mình à, trai thành công